Gia Ân và Duy Khang xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, mở đầu cho bản tin Việt Nam là một phần tin cho hay EVN sẽ chấm dứt thu tiền điện tại nhà trong thời gian sắp đến. Ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, EVN đang đa dạng hóa các kênh thu tiền điện, trong đó sẽ giảm dần, tiến đến chấm dứt hình thức thu tiền điện tại nhà, đẩy mạnh hình thức thanh toán trực tuyến. Cũng theo ông Dũng thì việc thu tiền điện hiện nay đã có nhiều tiến triển mới, đó là toàn bộ hóa đơn tiền điện đã được thanh toán trên điện thoại di động. Toàn bộ hóa đơn tiền điện sau khi hiện lên điện thoại của khách hàng thì lập tức ngân hàng sẽ trả số tiền này. Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt qua thanh toán điện tử hay thanh toán qua ngân hàng bước đầu sẽ gặp không ít trở ngại. Hiện EVN đang có nhiều hình thức thanh toán tiền điện như thông qua quầy giao dịch, điểm thu tập trung, thu tại nhà và thuê dịch vụ bán lẻ điện năng tại các khu vực nông thôn. Ngoài ra, EVN còn thu tiền điện qua các kênh dịch vụ của ngân hàng như trích nợ tự động, ATM, Internet Banking, Mobile Banking và ví điện tử. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến việc cơm tấm Kiều Giang, nguyên vật liệu dùng trong chế biến thực hư như thế nào. Những ngày qua thì thông tin việc cơm tấm Kiều Giang tại địa chỉ 652 xa lộ Hà Nội, quận 9, thành phố Sài Gòn sử dụng nguyên vật liệu lạ đã làm cho dư luận hoang mang. Cơ quan chức năng đã niêm phong 89 bọc giấy được cho là đường và phụ gia với khối lượng 1.029 kg không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và xuất xứ. Tuy nhiên, vào chiều 24 tháng 8, theo thông tin từ Công an thành phố Sài Gòn, bà Nguyễn Kiều Giang, chủ hệ thống cơm tấm Kiều Giang, đã cung cấp đầy đủ chứng từ cho đội quản lý an toàn thực phẩm số 2. Cụ thể, hồ sơ mà quán cơm này cung cấp bao gồm hóa đơn hóa trị gia tăng, chứng nhận xuất xứ và chất lượng hàng hóa của lô hàng. Đội quản lý an toàn thực phẩm phải tổng hợp đối chiếu các hồ sơ này mới có kết luận cuối cùng nên chưa thể công bố được. Trả lời về việc lô phụ gia thực phẩm đang bị niêm phong tại cơm tấm Kiều Giang, thực chất chỉ là đường, muối và bột ngọt, nhưng lại gọi đó là phụ gia lạ, gây hoang mang cho dư luận. Thì bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Sài Gòn đã cho biết, việc gọi là phụ gia lạ xuất phát từ những phóng viên đi theo đoàn kiểm tra. Việc gọi là phụ gia lạ hay nguyên liệu lạ cũng không có gì sai, vì đó là chất chưa xác thực được. Trao đổi với đại diện cơm tấm Kiều Giang, cơ sở này sẵn sàng đưa các nguyên liệu đi kiểm tra để người tiêu dùng yên tâm. Nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao khi chưa có kết quả điều tra mà báo chí trong nước lại đưa ra tin không chính xác, làm người tiêu dùng hiểu sai lệch và gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mất uy tín của Kiều Giang khi đây là thương hiệu đã tồn tại trong 28 năm qua. Quốc hội chưa muốn xem xét dự luật đặc khu năm nay. Tối ngày 24 tháng 8, Quốc hội Cộng sản Việt Nam cho biết dự luật đặc khu sẽ chưa được đem ra xem xét tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tiếp theo. Như vậy, sớm nhất cũng phải đến kỳ họp tháng 5 năm 2019, dự luật đặc khu mới được đem ra bàn thảo trở lại. Chỉ ít phút sau khi Quốc hội Cộng sản Việt Nam loan báo tin này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết trên Facebook cá nhân rằng không chỉ lùi ngày mà phải vĩnh viễn vứt sọt rác. Ý kiến của Facebook tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện được nhiều bình luận ủng hộ. Trong đó, nhiều người chia sẻ quan điểm rằng những ai thông qua dự luật đặc khu sẽ bị coi là kẻ bán nước, đắc tội với Tổ quốc. Được biết, kể từ sau các cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật này nổ ra ở nhiều tỉnh thành trên suốt Việt Nam trong các ngày 10 và 11 tháng 6, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã hai lần hoãn việc thảo luận, bỏ phiếu về dự luật này. Dự luật này nếu không được thông qua sẽ mở đường cho chính phủ Cộng sản Việt Nam lập ra ba đặc khu tại tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, tỉnh Khánh Hòa ở miền Trung và tỉnh Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư của nước ngoài. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Slovakia muốn cho Việt Nam mượn chuyên cơ bay thẳng về Việt Nam. Liên quan đến vụ bắt cóc cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh, Slovakia đã ngỏ ý cho phái đoàn Việt Nam mượn một chiếc máy bay để bay thẳng về Hà Nội thay vì bay đến Moscow như là đề nghị, nhưng phía Việt Nam không muốn. Mạng báo Denik vào ngày 23 tháng 8 loan tin rằng, theo kết quả điều tra của cảnh sát Đức, thì có thể đoàn Việt Nam không muốn mượn chuyên cơ bay thẳng về Hà Nội là vì cách này sẽ tốn công chuẩn bị hơn, mất ít nhất 2 ngày để làm hộ chiếu giấy tờ cho việc quá cảnh ở một nước thứ ba. Phát ngôn viên tòa án của Đức cũng khẳng định, Bộ Nội vụ Slovakia đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam một chiếc máy bay bay đến Moscow và chiếc máy bay đó chở ông Trịnh Xuân Thanh.
Nhưng cũng theo tòa án của Đức Quốc, có thể chính phủ Slovakia đã không biết mục đích thực sự của chuyến bay là để phục vụ cho một cuộc bắt cóc. Bộ Nội vụ Slovakia đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này ngỏ ý cung cấp cho Việt Nam một chiếc máy bay đến Hà Nội, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, ông Robert Kalina, người được có dính líu đến vụ việc, đã từ chối trả lời về thông tin này. Kính thưa quý vị, cáp quang biển Việt Nam lại bị đứt. Mạng xã hội hôm ngày 24 tháng 8 năm 2018 tràn ngập sự thất vọng xen lẫn hoài nghi về việc tuyến cáp quang biển AAG mới sửa xong được một tháng thì nay lại bị hư, chưa biết khi nào sửa xong. Nguyên nhân lần này được cho là do rò rỉ nguồn điện hệ thống AAG tại khu vực cách trạm Vũng Tàu 250 km. Được biết, đây là lần thứ tư tuyến cáp quang biển AAG gặp trục trặc trong năm nay. Điều đáng nói là lần trục trặc gần đây nhất của tuyến cáp quang biển AAG chỉ vừa được khôi phục 100% vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Nhiều blogger cho rằng, việc cáp quang biển tại Việt Nam bị đứt là một sự việc có tính toán và chủ đích của các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Suy đoán này được căn cứ vào lịch hư cáp quang diễn ra vào các thời điểm mà nhà cầm quyền cho là nhạy cảm chính trị như dịp 30 tháng 4 hay 2 tháng 9 hàng năm. Ngoài ra, cáp quang cũng được ghi nhận bị đứt vào các dịp họp Quốc hội Cộng sản Việt Nam hoặc khi có phiên tòa xử tù nhân lương tâm được giới quan sát quốc tế chú ý, có lời kêu gọi biểu tình phát đi trên mạng xã hội. Sau những cột mốc đó thì lưu lượng Internet lại trở lại bình thường. Thưa quý vị, Vịnh Nha Trang tiềm năng phát triển du lịch bậc nhất tại Việt Nam. Phát biểu tại một diễn đàn toàn cảnh về thị trường bất động sản diễn ra mới đây, bà Dương Thùy Dung, giám đốc cao cấp CBRE Việt Nam cho biết, hiện tại thị trường có tổng nguồn cung cấp bất động sản, nghỉ dưỡng lớn nhất là Nha Trang. Mặc dù xuất hiện sau so với Đà Nẵng, nhưng thị trường này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ và vượt xa sự tưởng tượng trong 3 năm qua. Nha Trang cũng được dự báo là thị trường du lịch biển có nguồn cung cấp dồi dào nhất trong 2 năm tới, vượt trên Đà Nẵng, Hạ Long và Phú Quốc. Hiện nay, Nha Trang và Đà Nẵng là hai thị trường tiên phong trong việc phát triển khách sạn trung và cao cấp. Theo thống kê tại Nha Trang, khách du lịch quốc tế năm 2017 đã tăng 66%, kéo theo công suất phòng khách sạn loại 4 đến 5 sao tăng nhanh, ở mức trung bình khoảng 60-70%. Có thể nói thì bất động sản nghỉ dưỡng ở Nha Trang đạt được những con số ấn tượng như trên, phải kể tới sự xuất hiện của tổ hợp chung cư cao cấp và khách sạn 5 sao do tập đoàn Mường Thanh xây dựng tại đây. Cùng với đó là sự hậu thuẫn lớn từ tăng trưởng khách du lịch quốc tế của Việt Nam trong những năm gần đây. Top 15 thương hiệu có giá trị nhất tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 8, Forbes Việt Nam đã vinh danh 40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam. Theo xếp hạng này thì BIDV vẫn giữ vị trí thứ nhất trong số 3 ngân hàng thương mại có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp BIDV đứng trong bảng xếp hạng uy tín này. BIDV tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu về quy mô tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam năm 2018. Giá trị thương hiệu của ngân hàng đạt 146,2 triệu Mỹ Kim, tăng 18% so với năm 2017. Được biết, Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất của thương hiệu đạt mức doanh thu lớn nhất trong các ngành mà thương hiệu đã đóng vai trò chủ đạo, cũng như theo bảng xếp hạng 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới năm 2018 do Brand Finance, công ty tư vấn chiến lược và đánh giá thương hiệu hàng đầu thế giới, công bố ngày 1 tháng 2 năm 2018, thì thương hiệu BIDV đứng ở vị trí 351, tiếp tục khẳng định vị thế với mức tăng 50 bậc so với năm 2017. Thưa quý vị, lễ Vu Lan, chim chóc rung rẩy chờ được phóng sinh. Vu Lan là dịp lễ rằm quan trọng nhất trong năm để con người tưởng nhớ tổ tiên, phóng sinh loài vật tạo phúc đức hiếu sinh. Thế nhưng trong thực tế, việc hiểu sai về tục lệ này đã dẫn đến thương mại hóa tục phóng sinh, khiến cho mỹ tục này trở nên thô thiển, không còn mang ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Được biết trong những ngày này, tại các cửa hàng bán chim, cá tại Việt Nam luôn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Điều đáng nói là người bán thì đẩy giá lên gấp đôi, gấp ba, trong khi người mua thì chạy theo số lượng, cho rằng càng phóng sinh càng nhiều thì càng có nhiều lộc. Cảnh mua bán diễn ra tấp nập, trong khi những chú chim phóng sinh bị nhốt chen chúc, thậm chí bị nhốt trong túi ni lông. Từng bầy chim ủ rũ khiếp sợ trước cảnh sắp được trả tự do, thậm chí nhiều con đã không thể bay nổi sau khi được phóng sinh. Chúng nhảy lò cò trên đường rồi có khi bị xe đi qua và cắn chết. Nhà nghiên cứu Hùng Vĩ bày tỏ quan điểm, phóng sinh xuất phát từ tâm, khơi lòng hiếu sinh,
không quy định số lượng, giống loài và không tạo công đức thực dụng và cần được làm bằng thiện tâm, bằng tự do tín ngưỡng và bằng cả sự hiểu biết thì mới đạt được kết quả tốt đẹp. Kính thưa quý vị, các luật gia mong muốn mở mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng tại Việt Nam. Ngày 24 tháng 8 đã diễn ra một buổi tập huấn cuối cùng trong kỳ họp hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng pháp luật diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong 2 ngày tập huấn, các luật gia khu vực miền Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến và mô hình pháp luật hấp dẫn có thể áp dụng được vào thực tiễn tại Việt Nam. Trong đó, mô hình trung tâm pháp luật cộng đồng ở Úc được đặc biệt nhấn mạnh. Được biết, đây là một mô hình thực tiễn được nhiều người dân ở Úc ủng hộ và có thể hỗ trợ pháp lý cho nhiều người dân, đặc biệt là những người không đủ điều kiện và được trợ giúp pháp lý, cũng như là những người không có tiền chi trả cho luật sư tư. Theo đó, để hình thành trung tâm pháp luật cộng đồng, cần sớm xây dựng đề án để trình Chính phủ Cộng sản Việt Nam xem xét, phê duyệt và quyết định về quy mô này. Trong đó xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nguồn lực cho hoạt động của trung tâm. Thưa quý vị, trang web Việt với câu hỏi chủ quyền của Biển Đông. Một số trang web Việt Nam trình chiếu những bộ phim cổ trang Trung Quốc yêu cầu khán giả phải trả lời những câu hỏi về chủ quyền Biển Đông trước khi được xem các bộ phim yêu thích của trang web này. Theo đó, đối với những bộ phim đang ăn khách, không hiểu bằng cách nào một số website của Việt Nam đã có trong tay những tập chưa được trình chiếu ở Trung Quốc. Vì thế, người xem Trung Quốc khi mê bộ phim đó sẽ phải đổ xô vào các trang web lậu của Việt Nam để được xem trước những tập mới nhất. Và để xem được, thì người xem phải trả lời một số câu hỏi về chủ quyền biển đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông trước khi được truy cập vào những tập phim này. Trong đó có câu hỏi, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước nào? Những lựa chọn cho câu trả lời là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Nhật Bản, với câu trả lời đúng duy nhất là Việt Nam. Được biết, Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác đang tuyên bố chủ quyền chống lấn với Trung Cộng trên Biển Đông. Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo truyền thông trong nước, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm quần đảo của Hoàng Sa Việt Nam vào năm 1974. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam của ngày hôm nay cùng với Duy Khang và Gia Ân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.